Anh Phần à? Là... anh nghe đây em ơi. Đêm hôm 21 thì tôi đạo diễn cho ông Vũ người mua bát phở. Chuyển sai coi như năm đi. Chú Quang nghe chưa? Con A này làm cho anh nhé. Không làm cái quán không muốn công làm. Quay ngon này. Tôi ghi biên bản đấy. Ăn quay này. Làm quay này. Ghi này tức là bà con vất vả thế này thì kêu gọi các nhà tài trợ được không? Các mạnh thường quân. Không đầy nó lên có 10 phân nước là cái chạm 10 phân thôi đi về thôi. Cái nào bảo nó cắt quả là chúng em để ý thế không dạ. Mất tên. Không rồi rồi. Không phải vàng nó cắt chứ giờ nó hanh thì không dám cắt. Nó cắt kinh nó chết. Nó kéo mang rồi mùa thu. Đây nó ăn cắt thứ chứ mà thôi mình cắt. Chứ để cho nó làm không chứ sạch sẽ bác nhỉ. Vắng mát đẹp hai cây cao đỉnh đẹp. Cây này nào phải bỏ muối vào trên đọt đi bác. Sao nó thôi nó sâu gì? Sâu, sâu rồi nhỉ. Cái này vâng thế gói một nắm muối rồi rẻ không vứt lên cho nó có bà hôm nọ còn chết này còn cái lộc này mua mình nọ còn đó đồng đất xoài cho mình đúng phấn khởi mình có thể về ra em cũng đi nhở có người làm đây anh em cậu đứng hai bên dìa này tôi xin thôi chỗ này nào cô cháu vào đấy tùng vào đây anh ra đây đứng cách hai bên chứ đừng đứng chụp đây đây đứng đứng gặp vịnh cây cầu này đẹp nhất quay về bên kia cậu thì bác đứng đây cô từ từ anh ra chụp cho bác kiểu đây cứ đứng đây chào thứ tự đi 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 đ
Ô, thì hai cán bộ nào ra đi. Không. Nhà đi. Đi. Còn ở nhà mới ra nó. Xong hai về sau rồi đi. Trước. Cô lên xe cô về đi. Cô lên xe đi. Về đi. Hai anh em về sau nhá. Vâng. Anh Lộc nhá. Lộc về ạ. Mày hồi bằng mày đẹp trai đấy. Bái đi. Nhân sao mà. Ra nắng lắm. Cái này thì có thấy mặt nữa. Quay thử mở này. Nắng đây, này nắng đây. Thôi gia đình đủ cho tao vào tao làm ra. Đúng rồi thầy ạ. Tâm nay nghinh Phật thanh ngung bay chiêm đàn ai nạn nô nhật minh lưu ra lưu từ máu tướng vô hương nào nội đắc thanh nhân kim cung bất chú biến thập phương nam vô hương vân gái bồ tát ma ma tát nam vô hương vân gái bồ tát ma tát đại thanh chiếu bạc minh nhà đồ bản tôn địa tạng vương bồ tát đại thanh chiếu bạc minh nhà đồ bản tôn địa tạng vương bồ tát từ bi quảng đại diệu nan lượng cứu bạn minh đồ địa tạng vương kích chuộng cao thời cai địa ngục thần châu chiếu chư triệt cung xương nam mô tấn linh nhọn bồ tát ma tát nam mô tấn linh nhọn bồ tát ma tát thiết trí u minh giáo chủ địa tạng đại sư hoành khai phương tiện chi môn đại bá từ bi chi niệm nhân hưng vạn thiện quá khứ lịch sử như nay vi độ quần mê hiện tại kim sinh vi bồ tát ba tử quang ư tiền nộ hạt tại nhật ư thuyết vi hòa chúng sinh nhập chính xác chi môn độ khổ thu đạt bồ đề chi a nộ nhân hưng kêu còn túc khải tai viên trường bí mật như chân thiên chủng u đồ chi ấm thượng nai tiên trượng tử bi nhi tiếp rắn đè về vong giả dĩ nai đâm thư thỉnh vong hồn phần hương triệu thỉnh nhất tâm nhất triệu thỉnh thức thần phật nam quốc hải phòng thành vĩnh bảo hiện dũng chế tiên xa an bổ thôn cư phụng phật tiên cung đồng thiên thôn tử Oh.
Thầy dặn tôi có 6 lọ thôi. 6 như 7 là đâu. Bây giờ có ăn cho ngủ rộng rãi như sạch sẽ rồi. Họ chơi hàng vài ngày. Chứ... Nói chung là 2 giờ. Bây giờ có muốn đi đấy thì mình chưa đi. Đâm ra này mất gái đi. Hai em tân đây. Kia qua. Khoa ơi. Qua ra con farm chè đi, farm chè ra mình. Chè pha hết rồi. Chè pha hết rồi, cứ thế rớt thôi. Này cái ngọn lửa mà quay vào. Này mà cứ đốt cao không?
Này quay ngọn lửa đẹp lắm. Quay này cháu nhìn thấy. Nhà bác đốt rồi quá cho trong tắm rửa cho bố thì con gọi bố Đỗ Ngọc Đát mất đi vào ngày hôm 25/6/6 nhâm thì đến hôm nay đã là hơn 8 năm thì ra cho lân ngày họ Đỗ nay họ vàng đến đây để tắm rửa cho bố. Bố đưa bố về uống nước. Bố đã đến giờ tắm rửa cho bố. Gọi bố Đỗ Mạnh Đát bố thầy. Tôi hôm nay bà cô bác ơi, bà gọi chồng bà ơi. Ông ơi với bà ơi, cái gì bà gọi chồng bà nay giờ tắm rửa cho thầy quá rồi không được không? Đâu rồi. Đưa bà về đi. Đưa bà về, chở bà về đi. Nói không nghe đã mẫu rồi. Ăn quả đi. Đã một công việc khác hôm nay thế này được thầy. 3 giờ một tí thôi. 3 giờ nó chút. Giờ 3 giờ. Đào chỗ này nhanh một chút rồi. Ủa bữa nay đưa cái máy lửa cái. Máy lửa đây. Đâu bà cho anh nhận cho máy lửa. Ở kia rồi. Chỗ gì quá. Trước là chỗ này là chỗ thấp này. Xong là người ta cưới lên đổ đất đổ cát đè lên đây. Nhà trước sâu mấy ngoài kia cơ rồi. Làm gì có bia ấy. Làm gì có bia. 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 Cái mùa này sẽ đổ qua. Đâu. Khoai tây thì đang trồng. Trồng lên. Mang một chút đi. Thank you.
Cái này nó đâu có lâu mà nó trong tinh cho thế nó đẩy luôn, nó đẩy ép giữa và cái tên là cho xếp mạch, không có vào trong nước đó. Cái thác này nhiều nữa chưa, người ta còn lắp đặt luôn rồi. Nào cặp đôi nữa. Đeo phú rồi tôi thả phút nữa. Bỏ lên đó. Hai con đấy chưa? Con đấy là ba mốt ngày. Bác buông rồi cháu. Ông cướp bà sao? Mấy người làm mọi người nó sợ bố mẹ. Bây giờ là thế nào mấy đâu cùng cần không người toàn không. Xong lại các bà bắt đầu kia bàn cháu góc kia, cháu mai kia chỗ kia gọi là hồ dưỡng đâu nằm kia. Và giờ đánh cái cây đi nữa. Mày một mũi, nhưng mà mình làm mạnh tay bên kia một mũi bên được đâu, không, đừng đừng, đồ gọn là tí lại, không, đồ nó kia ngoài, đồ nó kia ngoài, thế, ôi trời ơi, nó chỉ có chỗ này thôi mà cháu nói tháng trời thì nó lên như rừng ở đây. Cho biết rồi mà. Rồi mà xong là đổ cát cho nó êm.
cái nền nên cứ cho đầu ông cao lên tí không? Cao gì chứ? Cho khác à? Khác đi. Làm sao mà cầu cùng chứ? Đào rồi. Lẽ rồi cắt vào kia đi. Từ từ cho nó vuông 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 vuông. Có cho anh đấy rồi. Chưa. Chọc cũng nhanh tay thì đến giờ rồi đi. Mấy giờ rồi? 15 phút rồi. 6 giờ 15 đi. Đứng con là đứng tổ. 6 giờ 30 à? 6 giờ 15 15:30 được hết rồi, trong đấy đừng muốn vượt qua 7 giờ. Nhưng mà đại loại hơn 6 giờ cũng được. Cho cái thùng nữa đây. Vét đấy thôi chứ không vét sâu được đâu, càng vét sâu được càng lồi lên. Bôi bới là không phải bôi cát thôi, bôi cả bôi đến bao nhiêu dưới toàn bùn chứ. Không có. Lấy cái xô nhỏ xuống. Xô múc vào. Lấy cái xô nhỏ xuống. Không để đúng rồi đẹp. Nhớ thì xong mốt. Thế xong rồi. Đẩy sang đây đi, cứ phải đẩy sang đây cho nó đúng chiều nó đi. Đây đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây đâu ra được kia rồi kia. Rồi. Bây giờ làm gì nữa? Vớt 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 mày phải xem trực cách thế này, trực đắc thì đẹp cái thằng kia này nó bị trực thì nó cũng nhìn được người ông ngoài 70 thì chỉ là một phút không có trực. Rồi được rồi. Cắt hết rồi nhá. Quan trọng là khi các nghĩa bê thì các cái này mày đứng ở đây đừng có đi ra là anh về đầu tiên ở đây lên về đầu tiên bán mặt lên 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 quên mất chính là sách hai cái miếng đặt lên miếng đây xong để luôn dây vào sách miếng rồi thế miếng lên quay lại lấy cái miếng có đâu đâu anh lên trồng cây thì cứ quá đấy từ từ để đẹp. Chính là sách hai cái miếng này đặt lên miếng đây xong để luôn dây vào sách miếng rồi thế cầm hai cái miếng này.
Thay đổi luôn mà không phải chính nhân thì thôi. Cầm bỏ cái bên mối đây đấy. Mối, mối. Quang rút bên đấy. Hai người hai bên cùng rút. Bên đấy. Ra đây, ra đây nó giải. Về đất đi. Rút đi. Giải đi mặt giải. Rút giờ dây này nó không có mối thì sợ rút. Ông nó giận là nó kéo giận giận. Giận giận. Giận giận. Đứng miếng đây xong rồi mé là cái gì giúp vào đây cho anh cái cao thấp đấy cao thấp đấy rồi mới rồi cao thấp của quan trọng rồi thì để gán cái bờ đi không được rồi thôi cho dây vào thôi đầu đây thì đầu thế này là quay vào làm thôi đâu đây rồi đâu đây rồi đây bắt cái làm cái cái xong đúng đầu chưa đúng đầu rồi chập đôi hả chập đôi mà không cần chập đôi vào trong con buộc bên này và cái thì nó có thế để đúng rồi đấy đúng rồi có thế để cầm tay của hai anh em tay bác bảo tôi bảo tôi dưới một xoắn vào nhá, xoắn đầu trên vào nhá. Tuyên này. Ông ơi, xoắn vào đỡ vào, đỡ vào đây không sợ nặng đấy. Đỡ đây, đều tay nhá. Đừng đứng bên cạnh, chật phát không được. Rút hai cái nhá. Rồi cứ để cái tay này, tay nhá. Mày cứ bỏ tay ra, bỏ tay ra thôi. Giờ chỉ cầm cáp thôi, cầm dây thôi. Xuống đầu à. Đầu kia, đầu kia. Đầu kia, đầu kia. Cân vào. Rồi chốc nó xuống đến nơi chỉnh. Xuống trước. Ok rồi. Đó, xuống rồi. Cái điện thoại của tay bác Thánh trên điện thoại la bàn không? Từ từ đấy. Cao nó đặt vô cái cửa gì đấy. Tùy nào, hướng nào bác. Bác Thánh bỏ tôi xem nào. Không bỏ nào. La bàn, la bàn. Hai, bỏ nào. Đúng rồi đấy. Rồi. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Bằng nắm rồi. Ấy. Không được gì bên trong chặt lắm. Cân kia nhưng mà chỗ đằng kia cao hơn. Không được làm thế. Đằng kia cao hơn. Không, không cao là đúng rồi. Dỗ không gì thế. Rồi, Nam Bắc là đúng rồi. Trông chặt rút dây nhá. Rút dây. Rút dây ra thì cầm bỏ cái bên mối đây đấy. Quang rút lên đấy. Hai người, hai bên là cùng rút. Hát đây, hát đây. Rút giờ dây này nó không có mối thì sợ rút. Nào khi nó vào cái rồi. Nó vào rồi. Rồi cắt đi. Đất cũ đâu? Đất đồng mang đằng kia về đâu? Đây đất đây. Cái túi đất đâu? Ai cầm cái đất không được dê. Thôi bà. Thôi đừng bỏ đi nhé. Thôi đừng bỏ đi. 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 Thôi đừng bỏ đi.
để có vui lần lượt đi nhá. Cái dẻ này để đi để lau đấy ạ. Thôi bà xỉn thế thôi, cứ bài làm hậu suất ai nữa thì nhiều thế. Bác ấy không bị kia đâu, không bị kia. Bà cứ cầm cả nắm mà vẫn như thế này. Thôi cho vào. Cái bao đâu đổ nè. Chớ. Ông ở nhà. Góc đầu nó hơi cao hơn quá, người ta làm cao đầu. Người ta làm cao đầu. Cứ đổ vào. Cứ để hết đây, cứ đây. Nó giận mà, nó bị giận giận. Cứ giận giận. Nào rút đi, rút ra đi. Mình đập ở trên chiếc cung cứ đỡ mình ấy. Tâm về với bố mẹ ông bà rồi. Gớt vào đây gớt người vào người ta cũng gì. Không. Cái chỗ em nọ đây là còn chỗ ở đây nhỉ? Từ từ chấp nhận mà để lại không bao không để cho đất tao còn đúng là này nó cứ thanh minh là không lâu cu lôi ra đây đi, cứ lôi ra đây đi. Tháng cái này nước vào là bột ác lắm. Cháu nó ấy hết rồi. Cháu nó ấy nhiều hết. Cô nhà đâu có nhà. Cháu cơm nước là cháu nó ăn ấy. Cháu nước là bao nhiêu tiền. Mày xe vào chú quá. Cái thùng giấy mà ngay cho để nước uống đấy nhá. Bia bung đấy có cái thùng mà nó có cái túi ni lông đen mà cái hộp đóng túi ni lông đen đấy ở đấy có cái nút. Đấy một không, chuyển vào trong chỗ ngay cửa nhà đấy. Đời, cứ để kia đấy, kia là tay mà, không
Vừa sinh chứ không? Còn trước kia là còn chất màu nữa là con cao quá tiếng hay để thu như này vào không? Thôi từ từ để dặn chặt đấy nhá. Cái đó thì nó quen rồi. Lấy nước thì lấy nước. 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 Lấy nước thì lấy vừa sinh mặc cụ để phát giác thì đúng 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 Sau tôi thì cái đất mặt đấy nó phải chú phải dặn nó thấp đi thì nó mới hoạt động được vào. Con nãy là cho đằng này nó cao đi một tí thì là nó lăn nó trôi về đây là vừa. Không nên nó đi ăn cái gì à anh thành gì của anh nó bị ăn tôi thấy đấy bắt thành không là tí nó mới bán xi măng tí lòng đó lăn vào sau nữa lăn đi anh thấy anh thấy đâu rồi ông một mình ông một con ông cũng đâu vào được con lăn con này quá vào con đầu con ăn này quá vào đầu kia đấy quá
Quên đi, quên đi, quên đi, chỉ là nó chạy về bên đây. Quên đi, quên đi, chúng ta làm phải cái này. Quên đi, quên đi. 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 Quên đi, quên không, nó phải nằm ở trên thì sao chứ? À không phải, không phải nằm. Xe này giờ nó còn qua mấy phần vẫn phải lùi nó lại. Nó làm sao mà làm tôi cứ gân nó về thụt cái này mới đúng. Qua không, không đã hạ con lăn nó vừa nhưng gân nó ra được. Nó lăn thì hạ nó mới quăng quá. Chết bữa. Ừ. Chết bữa. Chính. Đây, đánh đúng. Chính. Đô, chiều đây. Không, đô. Thằng này về đây đi, cái thằng này về đây đi. Tầm thước đây để đô chứ chết. Nhưng bắn về đây, mặt thấp. Tiến lên một tí. Tiến lên một tí. Nữa sao kể cả bên đằng trước này bắn về lên lùi kia. Lôi được tầm. Ông chú ơi, bắn theo kiểu treo. Rồi, tiến lên đây. Tiến. Đó xem là tiến lên, tiến lên. 60 tiến lên. Tiến lên. Tiến lên. Có lắc đẩy bắt lên chạy. Đúng 60 phân đấy, không được hơn. Một tí nữa không rồi lại 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 đó, vào đi đâu không? Vào chiều đấy chỉ 20 phân rồi đấy. Chiều đấy chỉ có 20 phân, chỉ có gang thôi. Thế thì phải vào. Không, thấp đâu, thấp đâu, thấp đâu. Không, thấp đâu, không vào đâu. Thấp đuôi. Đấy, để đo đi. Phải nguyên cán là mới nó đo cái chiều đấy là để cho nó... Càng đấy chiều gì cũng rộng hơn rồi. Vẫn phải sang đây tí nữa mà. Nhớ, tôi đua. Sang đây rồi. Đầu này vẫn sang đây nữa, 62 phân, phân rưỡi. Đầu này 60 là xít xịt, cứ bắn đầu đấy ra, giữ đầu này được. Phần dưới. Bắn đầu này ra đấy, phần dưới thôi chứ. Yeah. Bắn chéo này. Bắn đầu đấy, cháu chéo đầu đấy, bắn đầu kia. Ai thì cháu chéo. Bắn đầu kia, cháu chéo đầu đấy. Chú bấy đầu kia, cháu bắt đầu này nó ra. Phần dưới thôi. Anh thả được cái đít trên nhà đi. Đầu này mà bắn được cái này, trông như kiểu... Ủa, tao hiểu đấy. Cái này mới thế. Đi còn phải đi. Lại là được. Chào về đâu? Chào về đây. Đưa đây, bỏ cho. Tí nữa thôi. Bỏ ra. Ông luôn được sâu thế thì bắt. Không, có bại cho gì cha mày này gì. Nó bị cái con lăn trên cho nó dí nào, làm sao. Nâng lên nào. Rồi, kéo ra đây. Nè. Hay vậy. Thôi. Rồi. Rồi đi. Mới được con 59. Còn phần nữa. Đây. 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 Ra được con nâng. Con lăn nó bị. Đây này, túm đây này. Xách đây này. Đây này, túm vào. Đây. 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 Rồi, đây. Rồi. Đang này. Cái gì? Đâu này 5 ly nữa thôi. Không đẩy ra xuống rồi. Xuống đẩy là vừa. Cứ tập trung khênh và là khênh ra được mà. Khoảng cái tay này 20 phân đi. 20 phân. Thôi. Đâu đây, đâu này, đâu này, đâu này. Lên đây đi. Không, lên cứ đập thẳng lên là bây giờ cứ lên thẳng lên là bắn cao lên để bỏ con lăn. Đúng rồi.
Từ từ ông ơi, lỗi bắn lên cho con lăn rồng nằm đi Vương, đắp mồi vào đây ấy. Đắp mồi vào đây ấy. Nhiên ra sách cho vữa này cho cậu. Cho một cái bộ tí bao lại bắn lên là chết này. Rồi bắt cho bữa nó bắn rút ra là thôi. Thế cho hạ là bắn vào đêm năm thuận nữa là một tí rồi bấy là sáng là sáng cảnh chứ không ạ. Cứ sao vạch ra luôn. Cho bữa vào đấy cái dễ. Bắn lên cái là rút nó lăn. Ít thôi, mồi cho mỗi góc một tí mà. Để trong thủ tiễn này nặng dính xuống quan trọng. Đều không ít thôi cứ vui rồi đấy. Buồn cho tè tè bữa muốn ông nào đi lấy chỗ bên dưới của nó là đã xây bốn đồ đấy, xây hai đôi chân nhập trong dưới cùng đấy. Quan ơi, xây như cũ mình lại cầm sáng ra cho rồi người mình xuống cái đấy. Mang này mang này mang này mang này. Chúc cho đặt lẽ đây đặt lẽ. Ra xuống đến bầu và bao canh vào đây con. Lấy cái vỏ bao, phải hai là xanh. Bốc luôn. Quay đây, bay đâu. Đây, bay thế này. Bỏ ra quay, ta lấy tay làm. Đấy, nó ấn như thế là còn online thôi đấy. Đi làm cái loại đấu. Đấu nhiều khi vuốt tay gì. Làm đấu giờ đấu bê tông thì vuốt tay nhiều chứ. Không, nhưng mà chàng quăng nhá thì là phải đáp bữa vào thế này mới chắc chắc phải tay búng ném mà mới chắc. Không, ông ơi, đúng chèn quàng, cứ bị chèn tay bố à. Cô làm phát nữa đi. Không, không, tay ném đi chèn. Cầm đeo, cháu nói nữa. Cầm đeo, 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 con cháu hai bố con trẻ nhà cả ba gian nhà vui coi như nè nhà tớ đấy á bạch đàn lê được công được múc phích năm được chuyển chứ à, được làm một chuyện một vì mới ba gian chứ chứ không phải là cái phích. Ôi, cái áo, dưới kéo cái chuyên đấy là vẫn trên, còn kéo cứ lệch đi cứ rằng co nhau cái chuyên đấy là giờ xẻ đấy xẻ rui chuyên đấy hiện giờ là vẫn còn ông đưa cho tôi vào chỉ để tú mà xẻ rui năm nay tích nước đã chỉ tích nước rồi 12 bao xi măng cái chuyên đấy là một cẳng đông cái chai quần áo chai rượu của ông chai rượu của ông Hành ngày ông đi Đức đây là ông cho ông toàn bộ cái mê này đó là cậu với ông già của làm giờ vẫn còn nhà đấy đây là ông kéo lại chuyển cho này cho lại chị về cho giữ trong tủ ngoài cái rượu nhá vẫn nguyên xin vâng mấy chục năm rồi giờ vẫn còn nguyên xin cho anh nhầm ra đầu này phải đến năm chục năm vâng cũng Hoành ngày ông đi Đức không ông đi thì phải đến năm chục năm nhớ ông Hoành dạ. cho vuông bộ quần áo đẹp cái áo kiểu hải quân không trăm năm nhiều rồi trăm năm nhiều anh năm alo bên ngay cái lán ngay bên nhà đó kia cho cháu cân gạch vào thì lên đồ rồi cứ hạ đâu rồi gạch cứ hạ đi trong rút sao rồi gạch hạ đâu đấy cứ hạ đâu thôi từ ta còn chít nữa đầu này nữa mà từ từ để chít nữa cho góc này nữa mà đâu nào
Từ từ cho nó chín vữa đã. Cho con ăn ra đi. Chín vữa đã. Cho con ăn ra chưa? Hạ xuống chín vữa đã. Cho ăn ra rồi. Ra con ăn rồi. Hạ xuống. Chín vữa đã. Cho nó rễ chít một tí đâu. Rút cho con ăn đâu chít rồi sao chỗ đầu này góc này đang có đâu. Lại tiến lên rồi, lại tiến trôi lên rồi. Bán giá. Bán giá này. Bán giá là rồi rồi được rồi. Đấy. Đó rồi vậy, mới bỏ đây. Đây, muốn lấy con lăn nhá, thì bắn đầu này này, kê cao bắn đầu này ra ngay. Không, cho một cái cái bạn cao này. Con này bắn lên lên ngay. Bán cái con nan nan cho nó. Rồi bán rồi, như vừa rồi. Ở tay kìa. Thấy ơi, mang rồi. Chưa chưa đừng bán vội, đừng bán vội, đừng bán vội. Bán ở đây là ra này. Bán đấy. Phải bán đâu đấy. Kê cao đấy. Mỗi viên đấy là được. Cho xa ra tí, cho xa ra tí không bỏ. Không gì. Đấy. Cho xa gạch cho một tí. Em hết rồi. Đấy. Rồi được không? Mình làm đấy đấy. Rồi, dòng vô đi, dòng bắn vô đi. Cho chính cho không, bắn vô chạy dọc lên cho nó có cái tay đổi không? Đúng rồi. Cái này trên đúng rồi, đẹp. Nguyên này 61, trên 60. Móc cái điện thoại đây đi, cứ phải đẩy nhanh lên cho nó đúng chiều của nó đi. Rát đây. Ui, sao vâng, 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 alo. Được chưa? Không, vâng, 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 vâng. Rồi, mua lại, 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 con rùn lên đây không? Rùn lên đây, rùn lên đây, rùn lên đây, tiểu quỷ, rồi, 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 60 rồi, 65 rồi, 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 nhưng mà các ông tính cái đéo nào chứ cái này của nó cao hơn cái này mất rồi. Bây giờ anh chịu vậy. Cao ra chịu rồi. Không, nó độn vữa vào. Không. Đồ nhiều kinh nhân công đồng nhiều quá. Tí nữa luôn chứ. Đồ quá. Đi cái là nó rừng. Ủa, có bố thỏ lên nhiều quá. Thôi, bây giờ bắn dài lại thì mình chịu được. Thôi thôi, bước gì nữa? Bước ở ngoài đâu? Để ngoài đi. Để chân đấy, để chân đấy. Đừng để cái bẩn. Đừng dây ở đấy người ta không làm nữa được. Thôi thôi. Mang chỗ này, mang chỗ công với này. Bây giờ làm gì nữa? Lấy búa ra. Búa, búa, búa ra. Cái này cho bẩn, cho búa ra đó. Rồi mày. Cả ra đi. Cả ra đi. Xuống cho nó lún chứ sẵn lập ấy. Đi đây. Đây cứ chưa cái gì? Năm ly vô tư đúng không? Hai bên đi hai đầu nhau là chùa. Làm 9 năm đều rồi vào cái tường của mình chưa chắc nó thẳng đâu. Đúng đúng. Vừa rồi. Đừng vớt cho ra đây. Chúc vừa. Vừa ra chứ đó ra đây. Nó mà làm mấy luôn đi thì lát cạch luôn đi. Lát cạch luôn đi. Không. Với nước một lần đi ra thì không được rồi. Cái này. Cái này nó đứng nó hạch vữa không biết hạch ai nó quay ra nó hạch vữa không biết hạch ai anh ơi dạ chẳng có nước rồi cho anh chị.
Không, cái bát hương. Bát hương cháu phải cho mua ra đây rồi chứ. Đây rồi. À kia rồi, sau kia rồi. Bát hương mà. Nhưng mà đủ đất là mới đạt bát hương. Có đất chết thầm mấy cái thằng đại đấy đi đâu hết thì chơi rồi. Bây giờ còn mỗi mình à. Mình là thấp cổ bé họng nhất ở chỗ này đấy. Lấy cái gì cái búa cái đập nhỏ cái miếng đất biết đâu anh em. Anh đập với em đang lấy đất. Không, chỗ này chỉ lát nó có một viên thôi bác ạ. Ba hai cạnh này chỉ có một viên thôi này. Đúng rồi, lát một viên thế thôi. Còn ở bên này là chít ngủ luôn này. Hoàng anh ơi. Nó cũng máng quánh. Mạnh bữa cho người ta lát cạnh đi. Đi đưa lại đâu. Thôi mà bây giờ. Bây giờ cô thấy về. Ông ơi. Ông ơi. Ông ơi. Cô hỏi cô muốn làm trái.